vai trò của khoa cấp cứu là vô cùng quan trọng. Tại vì với những cái bệnh nhân mà chuyển lên mà sớm thì không vấn đề gì cả, mình có nhiều thời gian để mình đánh giá và mình chuẩn bị bệnh nhân. Nhưng có những cái trường hợp mà chuyển lên trong cái tình trạng bệnh rất là nặng, thậm chí có bệnh nhân lên đến đây là có ngừng tim rồi, các anh em cấp cứu là rất là vất vả. Ở cái khoa này thì đòi hỏi cũng là anh em phải phản ứng rất là nhanh, tại vì bệnh nhân đưa đến cho mình là ví dụ như là bệnh nhân đến ngay cửa đây là phải ra để tiếp đón ngay, thì mình không biết được là bệnh nhân đấy là nặng hay nhẹ đấy, mình luôn luôn trong cái trạng thái là sẵn sàng chiến đấu. Nếu mà bệnh nhân mà nhẹ thì mình có thể có thời gian để mình đánh giá rồi mình phân loại. Nhưng có những trường hợp đến một cái là trong cái tình trạng bệnh nhân đã thậm chí là tim nó đập rời rạc rồi, là những trường hợp đó là anh em phải rất là khẩn trương để cấp cứu bệnh nhân. Ở đây thì những cái thời điểm mà cao điểm nhất thì một ngày có thể đến 80-100 bệnh nhân. Còn những trong vòng một tuần nay trở lại đây thì số lượng bệnh nhân có giảm hơn, nó rơi vào khoảng 40-50-60 bệnh nhân một ngày. Công việc của chúng tôi là tiếp đón những bệnh nhân từ bệnh viện dã chiến chuyển lên, sau đó đánh giá tình trạng bệnh nhân xem là mức độ nặng nhẹ như nào, sau đó thì mình sẽ đưa lên những cái khoa điều trị của bệnh viện hồi sức cho nó hợp lý. Đấy, số lượng bệnh nhân thì hàng ngày với những cái hôm mà đông bệnh nhân thì cũng rất là áp lực, thậm chí là 7-8 tiếng trong cái tua trực là hầu như không được nghỉ. Nhưng mà trong vòng một vài tuần trở lại đây thì số lượng nó bắt đầu giảm dần rồi thì anh em có thời gian để nghỉ ngơi hơn. Từ khi mình vào đây thì mình cảm nhận rõ là cái áp lực của các bác sĩ ở trong tâm dịch là rất là nặng. Đấy, mình cũng đã ở bệnh viện ca trong cái đợt cách ly của bệnh viện, nhưng mà rõ ràng là nó không ăn thua gì so với tâm dịch ở đây cả. Khi mà điều trị trực tiếp bệnh nhân với cái số lượng lớn như này thì tạo ra áp lực cho nhân viên y tế rất là nhiều. Đây là một bệnh nhân nữ trẻ sinh năm 1983, nhập viện trong tình trạng là mê, rồi thở oxy, thở CPAP với cái liều là khoảng 15 lít một phút, tức là liều rất là cao. Mã CO2 của bệnh nhân thì được khoảng 60 thôi, trong tình trạng là mê. Sau đó thì được nhập vô khoa cấp cứu và được đặt nội như vậy ngay lập tức. Sau khi tiến hành cấp cứu xong thì bệnh nhân có một số có cái lúc mà bị rớt mạch, thì sau đó ở đây là tiến hành hồi sức thì bệnh nhân có tim trở lại. Cái tình trạng hiện tại thì so với cái bữa nhập cấp cứu thì có tốt hơn, tuy nhiên là vẫn còn rất là nguy kịch. Bệnh nhân quá trẻ cho nên là chúng tôi là đầu tư rồi tập trung các cái biện pháp, các cái điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, như là tiến hành lọc máu ngay trong cái lúc mà cái bệnh nhân là nhập viện. Hiện tại thì tình hình có vẻ tiến triển hơn, khả quan hơn, nhưng mà vẫn còn rất là nguy kịch. Tinh thần thì đoàn chúng tôi đi là đa phần là các anh em là đều xung phong tình nguyện cả, cho nên là cái nhiệt huyết công việc rất là tốt, ai cũng sẵn sàng lao vào những cái điểm nóng, những cái khoa nào nặng các thứ thì anh em đều rất sẵn sàng thôi.